Mới đây, dân mạng rần rần truyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc hài hước của Thánh Lầy, Định Dương Lan Ngọc và Khả Như. Sẽ không có gì đáng chú ý nếu như hai thánh lầy của showbiz vừa hát vừa trình diễn như thể là một bản hip hop, khi lắc và giật với cường độ vô cùng mạnh khiến khán giả không khỏi phì cười. Đặc biệt, nhân vật thứ ba xuất hiện trong đoạn clip này chính là Trấn Thành, cũng làm nhiều người thích thú. Nam danh hài chăm chú theo dõi với gương mặt tỏ ra khá kỳ thị và không quên bôi nhẹ một câu: xem một hồi mà chỉ thấy hai cái đầu muốn đập vào nhau, cười muốn chết. Hiện tại đoạn clip đang nhận được hàng nghìn lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội.